Thời điểm này là thời điểm đầu năm và các bạn đang sử dụng những cái máy phun thuốc trừ sâu rất là nhiều. Có những lựa chọn khác nhau và rất là đa dạng trong những cái thời điểm hiện tại để phù hợp với nhu cầu, phù hợp với địa hình của từng người tiêu dùng khác nhau. Thì các bạn có thể thấy được các loại máy để phục vụ phun thuốc trừ sâu hiện nay đang có rất nhiều mẫu mã, nhiều kiểu dáng. Và đây là kiểu dáng truyền thống nhất, đây là bình phun đeo lưng. Và hai chiếc bình phun này nó cùng sử dụng động cơ Honda GX35 nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc. Tuy nhiên mức giá của nó lại chênh nhau đến 1,5 triệu đồng. Các bạn không nghe lầm đâu, các bạn không nghe nhầm vào tai mình đâu. Hai chiếc bình phun này đều sử dụng động cơ Honda GX35. Tuy nhiên mức giá hai chiếc máy này chênh nhau 1,5 triệu đồng. 1,5 triệu đồng. Vậy thì nó khác nhau những cái gì? Những khác nhau đó có đáng giá 1,5 triệu hay không? Rồi, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn hai mẫu bình phun. Mẫu bên phải các bạn đây là mẫu Kawashima sản xuất nhập khẩu tại Đài Loan. Và mẫu bên trái đây là Hamashiwa sản xuất tại Việt Nam. OEM tại Việt Nam, động cơ Honda nhá. Rồi, xin mời các bạn đến gần hơn, mình sẽ quay cho các bạn một cách chi tiết những cái điểm khác nhau của hai chiếc máy này. Chiếc Hamashiwa thì các bạn có thể thấy được tem Power Honda FST768A. Đó, dòng này sử dụng động cơ Honda Thái Lan. Đây, đây là động cơ Honda Thái Lan nha các bạn nha. Cái dấu hiệu để các bạn nhận biết động cơ Honda Thái Lan hiện tại bây giờ, các bạn lưu ý cho mình nha. Một dấu hiệu duy nhất, đơn giản như đan rổ, chữ Honda dập nổi ở đây. Bây giờ các cái mẫu nhái nó chỉ là OHC thôi, chưa có cái mẫu nào nhái theo kiểu dáng Honda dập ở đây cả. Đây này, các bạn cứ để ý này. Thứ hai, các bạn để ý cái tem này, nó sẽ có tem series này. Đó, tem series number ở đây này. Mã màu, mã máy. Đó. Thứ ba là dòng chữ Honda dập nổi ở trên lốp. Tem SD là chuyên để bán OEM. Các bạn lưu ý nhá. Đó. Con này thì cũng rất là ok nhá, so với các hàng OEM trong nước. Bộ bơm đồng thau. Sắc nặng. Đồng thau sắc nặng, có chỉnh áp. Có chỉnh áp ở đây này, các bạn có thể điều chỉnh mức áp phù hợp với cả nhu cầu. Tay ga các bạn thấy đẹp không? Tay ga rất đẹp đúng không ạ? On, tắt, tắt bật chạm này. Tay ga rất đẹp luôn, có bảo vệ phần tay ga này, chống kẹt. Các bạn có thể nhìn thấy kỹ hơn bộ bơm nó ở bên này. Đây, bên này sẽ nhìn kỹ hơn bộ bơm. Các bạn thấy bộ bơm đẹp không ạ? Rất đẹp đúng không? Bộ bơm này giống bộ bơm con Reload 768 của mình vãi. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, đi thôi, tiếp tục. Nó sẽ có phụ kiện cho các bạn là hai cái cần, một cái cần phun thẳng. Cần này là theo mình nghĩ là cần này là cần 60. Còn một cần để các bạn phun mắt mèo thì có 1 2 3 mắt và đoạn nối. Tiếp theo là đến cái bình phun Kawashima. Bình phun này thì mã của nó là FH769. Hai trà số 9 đã hơn số 8 rồi đúng không? Rồi tôi đã nhìn cái tem. Đó, nhìn tem nó làm như kiểu màu nhôm ấy, cực kỳ đẹp đúng không? Thái Lan chuẩn sở chỉ. Not certificate for sale in USA. Ôi, điểm khác nhau đây anh em có thể nhìn thấy. Bộ bơm, chính là bộ bơm. Chất liệu của cái bộ bơm này khác so với bộ bơm kia. Chất liệu khác, ngay kể cả những cái điều chỉnh, lăng chỉnh này. Các bạn nhìn không? Khác, bộ chính vì cái bộ bơm này khác nhau mà mức giá của nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Các bạn muốn nhìn kỹ hơn không? Động cơ này mình không sâu nữa nhá, nó giống nhau rồi. Anh em nhìn kỹ chưa? Ôi dồi, siêu đẹp nhỉ. Quá đẹp luôn. Má bơm này. Cái chất liệu này giống cái chất liệu của máy phun thuốc VKZR4025 của Honda nhập khẩu. Quá ok luôn. Chỉ vì cái bộ bơm khác nhau mà giá của nó chênh nhau 1,5 triệu. Trong khi cái động cơ như nhau. À, một cái điều nữa là chất liệu cái thùng này nó khác nha anh em nha. Chất liệu thùng này nhìn nó đẳng cấp hơn rất là nhiều. Một số cái chi tiết này, chất liệu thùng này, nhựa nó khác nhau, nó sẽ bền hơn, nó sẽ không bị bạc màu như những cái chất liệu thùng này. Do nó sản xuất tại Đài Loan, bằng chứng đây, các bạn có thể thấy trên thùng, nó có thông tin của nhà máy Jungchi Industry, đó, địa chỉ của nhà máy này luôn. Đằng sau thì có thông số này, Kawashima này, model này, FH769 nhá. Đây các bạn có thể thấy được này, Dia Blogger là 18 này, Made in Taiwan, rõ ràng thông số nhá. Nếu anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn. Cái bình này thì giá của nó là 6,5 triệu. Bình này giá là 5 triệu. Các bạn lấy chiếc nào là do các bạn. Tài chính phù hợp đến đâu thì chúng ta chơi đến đấy thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh, bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất của Điện Máy Bình Sơn.